bản tin hiệp hành cập nhật thông tin và tài liệu thường hội đồng giám mục thế giới Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý khán thính giả trong bản tin hiệp hành số trước chúng ta đã cùng nhau lượt qua những ưu tiên được đề ra cho giáo hội tại Châu Phi trong khóa học cấp châu lục của tiến trình thường hội đồng tại Addis Ababa Ethiopia thế thì trong bản tin kỳ này chúng ta sẽ cùng đến với khóa học cấp châu lục của giáo hội châu Mỹ Latin. À tại sao lại là các khóa họp? Chẳng phải á, là mỗi châu lục thì chỉ có một khóa họp như là chúng ta đã thấy ở châu Á, rồi à, châu Đại Dương vân vân. À, như những kỳ trước hay sao? Vâng, đó là thực tế của châu Mỹ Latin, bởi vì không giống như giáo hội tại các châu lục khác, giáo hội châu Mỹ Latin chia tiến trình họp thành bốn nhóm. Mexico và vùng Trung Mỹ đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào giữa tháng 2 tại El Salvador. Tiếp theo là các quốc gia ở vùng Caribe nhóm họp tại Cộng hòa Dominica, các quốc gia từ miền Andes đã họp tại Ecuador và cuối cùng là các quốc gia Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina và Chile đã có cuộc họp cuối cùng được tổ chức tại Brasilia thủ đô của Brazil và kết thúc vào ngày 10 tháng 3. Trong khi vẫn tập trung vào chủ đề chung của giai đoạn lục địa thì mỗi vùng quốc gia ở trong Mỹ Latin đã xem xét các vấn đề riêng biệt, chẳng hạn như là cuộc khủng hoảng ở Nicaragua là tâm điểm của cuộc họp ở Mexico và vùng Trung Mỹ, bắt đầu tại nhà thờ chính tòa San Salvador của El Salvador. Đó là nơi chôn cất thánh Oscar Romero, tổng giám mục tử đạo của San Salvador, ngày bị giết năm 1980 vì chỉ trích chính phủ quân sự của el salvador và nếu chúng ta có thời gian có thể tìm được một bộ phim về cuộc đời của ngài và rồi khóa họp ở khu vực Caribe tập trung vào dân số Caribe gốc phi và vai trò của phụ nữ và người trẻ trong giáo hội trong khi khu vực Andes gồm Bolivia Colombia Ecuador Peru và Venezuela thì lại chú trọng đến người bản địa và môi trường khóa học cuối cùng thì ở Brazil bao gồm Argentina Brazil Chile Paraguay và Uruguay đã xem xét các vấn đề về phụ nữ và cách mà đức thánh cha Francisco đã thay đổi giáo hội cuộc họp có thể nói là nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nghe theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha rằng là giáo hội không thể đứng yên. Thế nào là không thể đứng yên? Đó là một sự thay đổi trong não trạng, trong sự đồng trách nhiệm và sự tham gia của dân chúa. Nó có nghĩa là sự minh bạch trong giáo hội, không chỉ về mặt kinh tế mà về mọi khía cạnh khác trong giáo hội. Vâng, bên cạnh thông tin về các khóa học ở châu Mỹ Latin thì bây giờ chúng tôi có một thông tin khá là thú vị cần phải thông báo ngay, tuy rằng là còn khá sớm liên quan đến giờ cầu nguyện cho Đại hội Thượng hội đồng giám mục tại Roma. Thì Đức Hồng Y Mario Greg, Tổng Thư ký Thượng hội đồng giám mục sau khi đã bổ nhiệm 7 thành viên cho Ủy ban trù bị cho Đại hội của Thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm nay cũng đã mời gọi toàn thể giáo hội tổ chức một giờ cầu nguyện kính đức mẹ vào thứ tư ngày 31 tháng 5 năm 2023, tức là nhằm vào ngày lễ kính Đức Mẹ Thăm Viếng để chuẩn bị cho thường hội đồng giám mục lần thứ 16. Theo Đức Hồng Y thì ngày hy vọng đó sẽ là một khoảnh khắc cầu nguyện mãnh liệt, một giây phút thể hiện được vẻ đẹp của lòng đạo đức bình dân xung quanh các đền thánh đức mẹ tôi tin là giáo dân việt nam của chúng ta sẽ tham dự vào cái này rất là nhiệt tình à, các đền thánh sẽ được lựa chọn bởi các hội đồng giám mục của mỗi quốc gia và đức hồng y lưu ý thêm là giờ cầu nguyện phải bao gồm sự tham gia của các ơn gọi khác nhau trong giáo hội nghĩa là vừa có giáo dân nè, có linh mục, có các tu sĩ và các cộng đoàn giáo sứ riêng lẻ với sự đồng ý của giám mục giáo phận của họ thì cũng được mời gọi tổ chức buổi cầu nguyện vào ngày hôm đó để cầu nguyện cho công việc của thường hội đồng và mục đích của buổi cầu nguyện này là nhằm giúp dân Chúa nhận thức được tầm quan trọng của tiến trình đang diễn ra và thúc giục các tín hữu đồng hành với thường hội đồng bằng một cách thiêng liêng đó là lời cầu nguyện và đồng thời đặt toàn bộ tiến trình hiệp hành của giáo hội dưới sự che chở đặc biệt của Đức Mẹ và cách riêng Vatican News tiếng Việt sẽ tổ chức một giờ cầu nguyện kết hợp với suy niệm màu nhiệm mân côi bằng lời ca quý khán thính giả có thể hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi ngang qua mạng internet từ đây đến đầu tháng 5, quý khán thính giả có thể gửi à, những cái đóng góp của quý vị ví dụ những lời cầu nguyện của quý vị, những lời mà chúng ta muốn dâng lên cho Đức Mẹ về một giáo hội hiệp hành có mẹ bước cùng thì xin hãy gửi về cho chúng tôi qua email nhịp cầu hiệp hành amocgmail.com. Chúng ta sẽ cùng nhau dâng lên mẹ những tâm tình từ những con tim khát khao một giáo hội hiệp hành và cầu nguyện cách riêng cho đại hội thường hội đồng sắp đến. Đại hội sẽ diễn ra như là chúng ta đã biết lần thứ nhất vào tháng 10 năm 2023. Vâng một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại là giờ cầu nguyện sẽ được tổ chức cùng với giáo hội vào ngày thứ tư 31 tháng 5 năm 2023 nhằm ngày lễ kính Đức Mẹ Tham Viếng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin hiệp hành số 5. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả vào bản tin hiệp hành kỳ tới.